Bạn có thể sốc và nghĩ rằng con hồng hạc này đang làm tổn thương một con hồng hạc khác và cho con non uống máu. Nhưng thực tế, những con hồng hạc này đang cố gắng cho con non ăn. Bạn biết không, chất đỏ mà bạn nhìn thấy thực chất không phải là máu, mà là sữa diều đỏ chúng sản xuất trong đường tiêu hóa và nôn lên để nuôi con. Sữa diều là chất tiết từ lớp lót của diều, một bộ phận trong đường tiêu hóa của hồng hạc, được tạo thành từ các tế bào giàu protein và chất béo. Khi nhìn thấy cảnh này,